Em Yến xin chào các anh chị ạ. Trong buổi livestream ngày hôm nay thì em Yến sẽ giới thiệu với các anh chị về một cái sản phẩm truyền thống của nhà em Yến nhá. Một sản phẩm truyền thống của nhà em Yến đó chính là minh mạng thang. Đây chính là một cái thang minh mạng thang 31 vị ạ, 31 thành phần được em Yến ghi rất là rõ ràng và minh bạch trên mỗi sản phẩm nhá. Có tác dụng là bổ thận tráng dương, chữa đau nhức xương khớp và tê bì tay chân đấy ạ. Dành cho những ai yếu thận này, dành cho những ai tiểu đêm này, những ai mà sinh lý kém hay nhức mỏi tay chân và mệt mỏi hay là nhức mỏi vùng gối đấy. Vùng gối và vùng cánh tay này, vùng gối, vùng cánh tay, bả vai, tức là ngủ dậy trái gió dở rời là mình cảm thấy rất là nhức mỏi, thì cái thang này rất là chất lượng nhá. Hôm nay đặc biệt là trong livestream tri ân của ngày hôm nay, em Yến để cho mọi người một cái giá vô cùng ưu đãi, nên mọi người khỏi lăn tăn về giá luôn nhá. Hãy quan tâm đến thành phần và công dụng của thang minh mạng nhá. Thành phần nó có hai con tắc kè hoa này, mọi người nhớ giúp em nhá. Đây là tắc kè hoa. Dạ vâng, em Yến xin chào anh Tuấn Anh ạ. Anh Tuấn Anh để lại số điện thoại giúp em nhá. Các anh chị đã vào livestream rồi thì nhiệt tình chia sẻ và để lại số điện thoại là trên livestream giúp em nhá. Vì các anh chị vào comment rất là đông nên em Yến không thể trả lời hết được các câu hỏi cũng như các comment của các anh chị. Nhưng để lại số điện thoại, em Yến sẽ gọi điện trực tiếp tư vấn trực tiếp cho các anh chị nhá. Vâng, để lại số điện thoại hoặc là liên hệ vào số điện thoại này giúp em. Đây ạ, 31 thành phần là gồm hai con tắc kè hoa nhá. Tắc kè hoa không phải tắc kè thường đâu ạ, rất là tốt, tắc kè hoa rất là nổi tiếng ở trong đông y về bổ thận tráng dương và chữa nhức mỏi xương khớp mạnh gân cốt đấy ạ. Hai con sao biển nhá, sao biển cực kỳ đẹp, cực kỳ ngon và khi kết hợp với các thảo dược vùng Tây Bắc. Tại sao lại miền biển để kết hợp với miền núi đúng không ạ? Tại sao em Yến ở Tây Bắc mà lại có sao biển ở đây? Vâng ạ, vì là sao biển khi mà kết hợp với các vùng, các dược liệu của vùng Tây Bắc thì cái dược tính của sao biển nó được tăng lên rất là nhiều. Đây là một cái công thức rất là hoàn hảo của gia đình nhà em Yến đúc rút qua rất là nhiều năm để tạo lên một cái thang thuốc hoàn hảo, bổ thận tráng dương, chữa tiểu đêm, di tinh, mộng tinh, yếu sinh lý nhá, nhức mỏi gân cốt nhá, tê bì tay chân này. Anh chị nào bị tê bì tay chân, nhức mỏi gân cốt cũng như là yếu sinh lý tiểu đêm nhiều thì đặc biệt quan tâm đến cái thang này cho em. Cái thang này là 1 cân 6 1 cân 7 nhá. Thang này là gần 1 cân 7 đấy ạ. Ngâm cho bình 8 đến 10 lít dùng để ngâm rượu nhá. Dùng để ngâm rượu. Bác nào mà không uống được rượu cứ để lại số điện thoại để em Tiến tư vấn các thang để sắc nước nhé. Tư vấn các thang để sắc nước. Còn cái thang này là dùng để ngâm rượu nhá. Vâng ạ, một cái thang như này các bác ngâm 10 lít rượu cho em, dùng rượu 35-40 độ, rượu gạo, rượu nếp bình thường thôi, không cần phải cầu kỳ và rượu quá nặng nhá. Vì dược liệu nên là gió chỉ cần tầm khoảng 40 độ là vừa rồi. Ngâm trong vòng 20 ngày là bắt đầu sử dụng giúp em. Vâng ạ, 10-15 ngày là rượu đã rất đẹp, rất thơm và rất ngon rồi. Nhưng mà các bác để 20 ngày thì cái dược tính nó ra là đầy đủ nhất. Vâng ạ, các bác về không cần phải sơ chế gì thêm nhá. Không cần phải sơ chế gì thêm. Vâng ạ, em Yến xin chào anh Thắng Nguyễn ạ. Em Yến xin chào anh Dũng Nguyễn nhá. Để lại số điện thoại trên livestream giúp em. Dạ vâng, cảm ơn các anh chị đã vào ủng hộ livestream rất là nhiều ạ. Hãy để lại số điện thoại trên livestream giúp em. Một cái thang như thế này, 1 cân 7 ngâm cho bình 10 lít. Giá trong livestream ngày hôm nay chỉ có 400.000 thôi. Vâng. Và vâng ạ, giá 500.000 mọi ngày. Hôm nay ở trên livestream em Yến đặc biệt tri ân nhá. Chỉ 400.000 thôi, em Yến sẽ dành tất cả những cái phần quà em Yến đã có đây rồi để dành cho tất cả những bác nào có mặt trong livestream ngày hôm nay, đúng không ạ? Có mặt trong livestream ngày hôm nay. Vâng ạ, gần 100 cái thang minh mạng như thế này em Yến sẽ tặng hết trong livestream ngày hôm nay với giá cực kỳ là ưu đãi nhá. Với giá cực kỳ ưu đãi chỉ 400.000 miễn ship luôn ạ. Dạ vâng, miễn ship toàn quốc nhá, về tận tay các bác ạ. Miễn ship toàn quốc về tận tay các bác, nhận hàng kiểm tra, mở ra thoải mái, không ưng, không thơm, không ngon cứ trả về cho em nhá. Không ưng, không thơm, không ngon cứ trả về cho em. Còn nếu ưng ý thì lại tiếp tục ủng hộ và giới thiệu anh chị em bạn gì giúp em nhá. Dạ vâng, cái gói này là 1 cân 7 ngâm cho bình 8 đến 10 lít. Sau 20 ngày là bắt đầu sử dụng được rồi, không cần sơ chế gì cả. Chỉ việc xếp vào bình và ngâm giúp em thôi. Tất cả các nguyên vật liệu ở trong này tự tay em Yến đã sơ chế làm sạch, được sơ chế theo đúng tiêu chuẩn của đông y nên là dược tính của nó rất là tốt rồi. Hai con tắc kè hoa, hai con sao biển cực kỳ chất lượng. Trong đấy còn có đẳng sâm, niêu tất, nấm sừng hiêu này. Đấy, sâm đương quy này, dâm dương hoắc này, mú tần này, kỳ tử này, đông trùng này. Những sản phẩm chất lượng này, những cái nguyên vật liệu đủ tốt cho xương khớp như đỗ trọng này, hưu tất này, dây đòn gánh này, đấy, cây gắm này, cây huyết đằng này, bổ máu này. Vâng, rất là nhiều thành phần tuyệt vời ở trong này, ba kích này, dâm dương hoắc, mú tần đúng không ạ? Rất tốt cho sinh lý, mạnh gân cốt, dành cho những bác nào mà tiểu đêm nhiều này,
yếu thận này, yếu sinh lý này, hay là hay nhức mỏi mình bẩy khi cái gió dở dờ đấy ạ, khi ngủ dậy mà chân bay chân tay mình tê bì đấy, thì đặc biệt lưu ý quan tâm đến cái thang này của nhà em Yến nhá. Vâng, cái thang này các bác lưu ý giúp em này, cái mát nhà em Yến màu xanh này, có tên là Minh Mạng Thang, thương hiệu của em Yến là Thảo Mộc Chân Mây nhá, ở xã Bản Thần, huyện Simacai, tỉnh Lào Cai này. Số điện thoại này em Yến ghi trực tiếp ở trên thang thuốc nhá, nên các bác lưu ý để tránh mua phải hàng giả hàng nhái giúp em. Vâng ạ, 0969617133, 0373347888, 0372547888, 0308145478, còn một số 888 nữa chính là 0853547888 cơ. Vâng ạ, số 4 số hotline là số 888 là số hotline của nhà em Yến nhá, 133 là số cá nhân của em Yến, được ghi trực tiếp ở trên thang thuốc. Tất cả các nguyên vật liệu, tất cả các dược liệu nhà em Yến gửi đi khắp các mọi miền tổ quốc luôn luôn có số điện thoại, địa chỉ, công dụng, cách dùng minh bạch, nên các bác lưu ý số điện thoại giúp em để tránh mua phải hàng giả hàng nhái nhé, đúng không ạ? Vâng ạ, hàng thuốc, hàng đồ ăn, ăn vào người, uống vào người để tốt cho sức khỏe, chúng ta tuyệt đối là phải để ý để không mua phải hàng giả hàng nhái giúp em nhé. Vâng ạ, thang minh mạng ngày hôm nay là 1 cân 7 ạ. Vâng, 1 cân 6, gần 1 cân 7 đấy ạ. Ngâm cho bình 8 đến 10 lít nhé, ngâm 10 lít rượu giúp em, dùng rượu gạo 35-40 độ giúp em, bổ thận tráng dương, chữa nhức mỏi xương khớp, tê bì tay chân đấy ạ. Bác nào mà hay mệt mỏi, sinh lý yếu, tiểu đêm nhiều, hoặc là ngủ dậy mà chân tay mà hay tê bì thì đặc biệt lưu ý đến cái thang này cho em. Hoặc những bác nào mà làm nghề lao động nặng đúng không ạ, thì mình cần bồi bổ xương khớp, mình nhức mỏi và cơ thể mình hay mệt mỏi thì mình cũng dùng cái thang này mệt mỏi thì sẽ chống mệt mỏi nhá. Mỗi ngày bữa ăn cơm ấy, bữa ăn cơm trưa hoặc là bữa ăn cơm tối, ít nhất là một lần các bác dùng cho em Yến 2 đến 3 ly nhỏ thôi, rất tốt cho sức khỏe. Rượu uống nhiều là không tốt các bác nhá, nhưng mà uống ít, uống điều độ, rượu thuốc uống rất tốt luôn ạ. Vâng ạ, tốt cho tiêu hóa, tăng cường sức khỏe, tăng cường sinh lý, tốt cho thận và cho xương khớp. Vâng, một cái thang như thế này trong livestream ngày hôm nay đặc biệt tri ân đến các bác, chỉ 400.000 thôi, 500.000 không miễn ship mọi ngày. Đặc biệt trong livestream ngày hôm nay là chỉ 400.000 và miễn ship nhá. Miễn ship về đến tận tay đấy ạ, tận tay các bác. Các bác chỉ cần để lại số điện thoại, em Yến sẽ gọi điện tư vấn hỏi thăm sức khỏe, và sau đó nếu các bác đồng ý ngâm thì em Yến sẽ xin địa chỉ và gửi về tận tay các bác, nên lưu ý giúp em. Nhà em Yến chỉ có bằng này số điện thoại thôi, ngoài ra không có số điện thoại nào khác nhá. Để tránh mua phải hàng giả hàng nhái, nhớ giúp em tránh mua phải hàng giả hàng nhái nhá. Nhà em Yến không chỉ có cái thang này đâu, nhà em Yến còn rất nhiều các loại dược liệu, nhà em Yến làm chuyên về dược liệu ạ. Chuyên về dược liệu. Vâng ạ, lúc nào trong nhà cũng có trên 100 loại dược liệu cơ. Đấy, như kê huyết đằng này, như là cỏ máu này, đấy, như là đằng sâm này, ngưu tất này, những cái sản phẩm về sinh lý này, như ở tắc kè hoa này, đấy, những con tắc kè hoa rất là chất lượng luôn. Đấy, những con sao biển này, đấy, tắc kè hoa, sao biển này, mú tần này, rễ nhá, cái phân biệt giúp em, rễ mú tần luôn luôn to và đỏ như thế này nhá, rễ mú tần luôn luôn to và đỏ như thế này, còn cành mú tần, lấy cho chị một cái cành mú tần này, còn cành mú tần thì nhỏ và trắng nhá. Đây là rễ mú tần, nhớ giúp em, không phải rễ là cứ phải nhỏ nhỏ, chứ không phải là rễ là cứ phải nhỏ nhỏ xinh xinh như thế này mới là rễ đâu, không ạ. Riêng mú tần cái phần rễ của nó rất là to, rễ càng lâu năm thì càng đỏ nhá, càng lâu năm thì càng đỏ. Đây, rễ rất là to, nó to như kiểu là bắp tay bắp chân của chúng ta ấy, bắp tay bắp chân của chúng ta. Do vậy là cái rễ em Yến thường phải cắt như thế này, em Yến phải dùng máy cắt như thế này để làm khô lên, để làm khô, đúng không ạ? Đấy, mú tần thì khô thì hết nhựa thì ngâm sẽ là ngon và chất lượng nhất. Bổ thận tráng dương nhé, mú tần thì rất là nổi tiếng rồi đúng không ạ? Bổ thận tráng dương và tốt cho xương khớp nữa. Những bác nào mà tiểu đêm nhiều á thì ngoài ngâm rượu ra thì có thể là đun nước mú tần uống nhé. Mú tần trong livestream ngày hôm nay là 200.000 1 kg thôi. Các bác phân biệt cái rễ mú tần và cành mú tần này, rễ to và đỏ, miếng của nó luôn luôn thành miếng như thế này, còn cành mú tần thì luôn luôn là nó trắng hơn và nó cứ tròn tròn như ngón tay này. Đấy, cành mú tần thì nó sẽ trắng hơn và tròn tròn như ngón tay này. Cành thì 120.000 1 kg thôi. Cành thì cũng tốt ạ, cành cũng rất là tốt, nhưng mà để nói là dược tính thì rễ bao giờ cũng là cao nhất. Đấy, cành thì cũng tốt nhưng mà dược tính của nó thì kém hơn là rễ. Rễ là 200.000 1 kg, còn cành là 120.000 nhá. Lưu ý giúp em để tránh nhầm lẫn trong mua nhá. Người mua thì có thể nhầm chứ người bán không bao giờ nhầm, đúng không ạ? Rễ nó to như bắp tay bắp chân của chúng ta, phải bẻ ra từng miếng như thế này, đúng không ạ? Rễ to và đỏ như thế này. Đấy, còn cành thì nó nhỏ như cái ngón tay ấy, nó tròn và nó nhỏ như thế này nhá. Cành thì không có to đâu. Đấy, cành thì không có to đâu. Đấy, thì cành thì dược tính nó thấp hơn. Cành thì 120.000 thôi, lưu ý giúp em. Nhà em Yến còn có dâm dương hoắc nhá. Tất cả những cái thành phần này đều có ở trong thang minh mạng đấy ạ. Còn có dâm dương hoắc này,
còn có dâm dương hoắc em yến cắt rất là sạch như thế này rồi đấy, táo đỏ táo đen nhé, đấy đỗ trọng này, đấy vỏ cây đỗ trọng rất là tốt cho xương khớp luôn, lưu ý giúp em nhé. Đấy, tất cả những thành phần của Minh Mạng, 31 thành phần đều có ở trong thang Minh Mạng này nhá. Đều có ở trong thang Minh Mạng này, tạo lên một cái thang Minh Mạng công thức cực kỳ là hoàn hảo, cực kỳ là nổi tiếng. Đó là Minh Mạng là một cái thang được rất là nổi tiếng ở trong Đông y rồi. Ngoài ra thì mỗi một gia đình có một cái kinh nghiệm khác nhau để làm sao cho cái thang thuốc của nó là tuyệt vời nhất. Thì đây là một cái thang được đúc rút dựa trên kinh nghiệm hơn 20 năm làm nghề của gia đình nhà em Yến, từ bà ngoại đến mẹ và bây giờ là đến em Yến nữa. Đấy, vậy nên là hơn 20 năm làm trong nghề dược liệu rồi. Vậy nên là có một cái thang Minh Mạng đặc trưng của nhà em Yến không thể lẫn đi đâu được, không thể lẫn đi đâu được. Nên là các bác để ý để tránh mua phải hàng giả hàng nhái để được dùng một cái thang có chất lượng là tốt nhất nhá. Đấy. À, cái thang này này, 1 cân 7 nhá. 400.000 thôi ạ. Trong livestream ngày hôm nay là 400.000 thôi, miễn ship về đến tận tay các bác ạ. Miễn ship về đến tận tay các bác nhá. Riêng đã gọi là miễn ship, đã gọi là quà tặng tri ân trong buổi livestream trên ngày hôm nay, thì kể cả các bác ở miền Bắc gần em Yến, hay miền Trung hay miền Nam xa xôi thì hàng cũng gửi đến tận tay các bác nhá. Dạ, ở miền Nam thì chắc là em Yến gửi khoảng 3 đến 4 ngày để vào đến nơi ạ. Miền Trung là 2 đến 3 ngày, miền Bắc thì 1 đến 2 ngày thôi ạ. Ngày nào xe nhà em Yến cũng chuyển từ Lào Cai về Hà Nội và tập trung tại kho Hà Nội và gửi đi khắp các mọi miền Tổ quốc nhá, nên là nhanh lắm. Vâng ạ, gửi đi khá là nhanh. À, vâng ạ, ngày nào cũng có xe từ Lào Cai về Hà Nội tập trung ở kho Hà Nội và gửi đi, gửi từ bưu cục của Hà Nội đi ạ. Vâng, rất là nhanh luôn. Một cái thang như thế này là 1 cân 7 nhá. Một cái thang như thế này là 1 cân 6, 1 cân 7. Ngâm bình 10 lít cho em nhá. Bác nào uống đặc thì có thể ngâm 8 lít. Ngâm đừng ngâm dưới là đặc quá. 8 lít là đã rất là đặc rồi. 8 lít là đã rất là đặc rồi đúng không ạ? Vậy nên là các bác ngâm cho em 10 lít. Đấy, 10 lít thì các bác ngâm khoảng 20 ngày là bắt đầu dùng được rồi. Mỗi một bữa cơm ấy, mỗi một bữa cơm các bác dùng cho em 2 đến 3 ly nhỏ thôi. 2 đến 3 ly nhỏ, cái ly nhỏ xíu uống rượu của các bác thôi nhá. Vâng ạ, đi cái ly nhỏ xíu uống rượu của các bác thôi thì rất tốt cho sức khỏe đấy ạ. Vừa mạnh gân cốt, vừa chữa tê bì tay chân cũng như là tăng cường sinh lý, chữa tiểu đêm thận yếu rất là tốt luôn. Tăng cường sinh lý tiểu đêm thận yếu rất là tốt luôn. Không cần phải lâu đâu, các bác chỉ cần ngâm một bình và dùng khoảng chắc khoảng nửa bình thôi, chắc khoảng một tháng thôi, một tháng là các bác đã cảm nhận rất là rõ cái công dụng của thang thuốc rồi. Nhà em Yến bán cái thang này rất rất là nhiều, gửi gần như là tất cả các tỉnh thành, nếu không nói ngoài chắc là tất cả các huyện, xã thì không dám nói, nhưng mà huyện ở trên tất cả các tỉnh thành ở trên cả nước, em Yến tự tin là hình như sản phẩm dược liệu nhà em Yến đã có mặt đầy đủ rồi. Hơn hai danh sách hơn 20.000 khách hàng cho cái sản phẩm Minh Mạng thang này của nhà em Yến đã có mặt tại tất cả các tỉnh thành trên cả nước rồi. Nên là hôm livestream ngày hôm nay đặc biệt là em Yến có dành một livestream chiên nhá, dành tặng 100 phần quà như thế này. Dành tặng 100 phần quà như thế này với giá cực kỳ là ưu đãi, 400.000 thôi ạ. Với giá cực kỳ là ưu đãi 400.000 về tận tay các bác luôn. Về tận tay luôn nhá, chứ không phải mất thêm 1.000 nào đâu, không phải đến nơi này anh chị ơi, anh chị mất thêm 30.000 tiền ship hay 40.000 tiền ship, không có đâu ạ. Tất cả tiền ship em Yến sẽ thanh toán từ đầu em Yến rồi. Các bác nhận hàng thanh toán đúng 400.000 cho em. Riêng tất cả các mặt hàng nhà em Yến nhá, không riêng gì Minh Mạng thang, kể cả Tam Thất Bắc Nụ, Tam Thất Bắc hay Mú Tình hay Sâm Cao hay Ba Kích Kỳ Tử, các bác nhận hàng cứ thoải mái, các bác nhận hàng thoải mái, mở ra kiểm tra không ưng ý trả về cho bạn ship đúng không ạ? Không phải thanh toán 1.000 tiền ship hoàn về nào đâu nhá. Không phải là không nhận hàng thanh toán ship đâu, không ạ, không ạ. Các bác không thanh toán nào là các bác không ưng ý đó là lỗi của em Yến đúng không ạ? Làm cho các bác không hài lòng nào, còn mà mất thời gian của các bác nữa cơ. Vâng ạ, nên các bác nhận hàng thoải mái nhá. Mua hàng online cũng như mua hàng trực tiếp, tại vì nhiều bác chắc là cũng trên livestream ngày hôm nay. Vâng ạ, em Yến nhìn thấy rất rất nhiều các anh chị đã vào ủng hộ livestream của em Yến rồi. Cảm ơn các anh chị rất là nhiều. Em Yến nhìn thấy rất nhiều các anh chị khách quen rồi. Cảm ơn anh Tuấn, cảm ơn anh Dũng, cảm ơn anh Hùng ạ. Dạ vâng, cảm ơn anh Thắng ạ. Vâng, rất nhiều các anh chị em Yến nhìn rất nhiều các anh chị khách quen rồi, nhưng cũng có nhiều anh chị chắc là cũng chưa sử dụng hàng nhà em Yến thì cứ thoải mái nhá. Nhận hàng về tự tin thoải mái kiểm tra, không ưng cứ trả về cho em nhá. Dạ vâng, không ưng cứ trả về cho em Yến nhá. Em Yến nhìn thấy rất nhiều các anh chị đây rồi. Vâng ạ, nhưng mà không thể trả lời được hết các comment đâu. Vui lòng các anh chị để lại số điện thoại trên comment giúp em nhá. Vâng ạ, em Yến không thể có đủ thời gian trên livestream để trả lời từng anh chị một. Em Yến nhìn thấy rồi ạ, các anh chị yên tâm. Em Yến có một
một vài các em nhân viên, các em ấy sẽ nhặt tất cả các số điện thoại này ra để gọi điện cho các anh chị để tư vấn, để trao đổi, để xin địa chỉ cơ, nên cứ để lại số điện thoại là yên tâm sẽ được chốt đơn nhá. Dạ vâng, để lại số điện thoại yên tâm được chốt đơn. 100 phần quà ngày hôm nay, 100 gói minh mạng tuyệt vời như thế này ngày hôm nay được em Yến chuẩn bị để dành cho livestream chiên ngày hôm nay ạ. Dạ vâng, 400.000 về tận tay các anh chị, có tuyệt vời không ạ? Một bình rượu 10 lít, một bình rượu 10 lít bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lý và mạnh gân cốt. Đấy, chủ thận tráng dương, tăng cường sinh lý và mạnh gân cốt này. Đúng rồi, cái điện thoại cho tiền. Bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lý, mạnh gân cốt mà giá chỉ có 400.000 trong livestream ngày hôm nay, miễn ship về đến tận tay các anh chị. Vâng ạ, liệu có tuyệt vời quá không ạ? Em Yến cảm ơn các anh chị rất là nhiều. Bao nhiêu năm qua, hơn 20.000 khách hàng đã luôn luôn yêu quý và ủng hộ gia đình em Yến ạ, ủng hộ bà con ở vùng Tây Bắc để tạo lên một cái thương hiệu, tạo lên một cái thang minh mạng tuyệt vời như thế này. Dạ vâng, thương hiệu nhà em Yến là Thảo Mộc Chân Mây nhá. Thảo Mộc Chân Mây nhà em Yến làm chuyên về dược liệu, chuyên về các thang thuốc. Vâng ạ, 31 thành phần được em Yến ghi rất là rõ ràng, minh bạch ở trên mỗi thang thuốc, công dụng và cách dùng rất là đầy đủ ạ. Các anh chị nhận hàng cứ thoải mái mở ra kiểm tra trong quá trình sử dụng, có bất kỳ ý kiến đóng góp gì hay là nhu cầu cần tư vấn gì thì cứ gọi điện vào các số điện thoại hotline ở trên này, em Yến sẽ rất là nhiệt tình để trao đổi và tư vấn cho các bác nhé. Dạ vâng, cảm ơn các bác rất là nhiều. Nhớ giúp em nhá, đúng số điện thoại chốt đơn, đúng số điện thoại tư vấn, đúng số điện thoại của nhà thuốc là 0373 347 888, 0372 547 888, 0814 547 888, 0853 547 888 và 0969 617 133 nhá. Dạ vâng, tất cả các đuôi 8 số 8 thì mới là hotline của nhà em Yến và 133 nhá. Nhớ giúp em Yến nhá. Dạ vâng, thang thuốc này nạ, dạ 31 thành phần ạ. Mú tần rễ là 200.000 1 kg anh ơi. Mú tần rễ là 200.000 1 kg ạ. Còn mú tần cành là chỉ có 120.000 1 kg thôi ạ. Dược tính của nó thấp hơn nhá. Dạ vâng, còn mú tần rễ vừa to vừa đỏ như thế này là 200.000 1 kg, ngâm được 5 lít rượu đấy ạ. Hoặc nếu đun nước uống thì có thể đun được 20 ngày nhá. Trẻ nhỏ ra đun nước uống là được 20 ngày. Đấy, có thể ngâm 1 kg này với 5 lít rượu nhá. 5 lít rượu, rượu rất là đỏ, rất là đẹp luôn. Dạ vâng, trong cái thang minh mạng này có cả đông trùng đấy ạ, rất là tốt cho sức khỏe nhá. Có cả đông trùng đấy ạ, tất là tốt cho sức khỏe, bồi bổ cơ thể nhá. Ngưu tất, đẳng sâm này. Đấy, đỗ trọng này. Đấy, một cái thang như thế này, 1 cân 7 ngâm cho bình 8 đến 10 lít ạ. 1 cân 7 ngâm cho bình 8 đến 10 lít nhá. Bác là uống loãng thậm chí có thể ngâm được 12 lít ạ. Do vậy là chuẩn bị giúp em Yến một cái bình rượu có thể tích tầm 12-15 lít nhá. Không nên dùng cái bình mà có thể tích 10 lít đâu. Có thể tích 10 lít thì khi cái nó vào rồi thì các bác chỉ ngâm được khoảng 5-6 lít thì, hoặc là 7 lít là cùng, thì nó sẽ rất là đặc. Mà đặc thì bao giờ cũng khó uống đúng không ạ? Đặc thì cũng khó uống chứ không phải là đặc uống ít là được, mà là khó uống các bác uống sẽ không cảm thấy rượu ngon nữa. Vâng ạ, cái thang này là hai con tắc kè hoa nhá. Đây là hai con tắc kè hoa đấy ạ, không phải tắc kè thường nhá. Hai con tắc kè hoa. Tắc kè hoa thì bao giờ dược tính của nó mới cao ạ. Trong đông y thì tắc kè hoa rất là nổi tiếng rồi. Tắc kè hoa đá của vùng Tây Bắc rất là nổi tiếng rồi. Người ta thường nói rằng là miền biển có cá ngựa thì Tây Bắc nhà em Yến có tắc kè hoa đấy ạ. Rất là tốt cho sinh lý và xương khớp luôn, mạnh gân cốt, tăng cường sinh lý luôn. Hai con tắc kè hoa nhá, size lớn nhá. Hai con tắc kè hoa size lớn tầm 30, hơn 30cm đấy ạ. Đấy, hai con tắc kè hoa size lớn nhá, tầm 28-30cm trở lên nhá. Hai con sao biển vừa đẹp vừa bổ ạ. Tại sao em Yến ở tận vùng Tây Bắc là phải cất công đi nhập sao biển từ miền biển lên đúng không ạ? Để kết hợp vào cái thang thuốc này, nó tạo lên một cái tổng thể khi các bác lên bình rất là đẹp. Và quan trọng nữa là rất là bổ luôn. Sao biển cũng có tác dụng là tăng cường sinh lý và bồi bổ cơ thể khi ngâm rượu. Và đặc biệt là khi sao biển mà ngâm cùng với các thảo dược này, rất là hợp. Rất là hợp, nó tăng công dụng của cả thảo dược cũng như là của sao biển lên ạ. Chính vì thế em Yến rất là mất công để cả tránh các bác hỏi thắc mắc là em ở Tây Bắc thì làm gì có sao biển đúng không ạ? Đúng, không có đâu ạ, Tây Bắc không có sao biển. Nhưng mà nó tốt thì phải biết tìm và mang về chứ đúng không ạ? Để cho thang thuốc của mình nó hoàn hảo hơn. Em Yến rất là cầu thị các bác ạ, em Yến rất là cầu thị để theo được với nghề thuốc đến ngày hôm nay và còn theo lâu dài nữa. Thì em Yến rất là mong cái sự đóng góp của các bác cũng như em Yến tìm tòi khắp nơi để làm sao mà tạo lên được những cái thang thuốc nó tuyệt vời nhất gửi đến tay các bác. Các bác dùng là phải ưng, là phải khen. Đúng không ạ? Các bác dùng là phải ưng, phải khen. Thì em Yến mới có cơ hội để được sống với nghề lâu dài chứ ạ. Đúng không?
Vậy nên là cái thang thuốc ngày hôm nay Miến rất là hy vọng sẽ được khiến các bác rất là hài lòng. Vâng, sẽ khiến các bác rất là hài lòng đấy ạ. Một cái thang như thế này 1 cân 7 nhá, 1 cân 7 cầm nặng chín vào tay như thế này. Ngâm 8 đến 10 lít ạ. Ngâm 10 lít rượu, 20 ngày là các bác sử dụng được rồi. Mỗi ngày chỉ cần 2 3 ly nhỏ thôi. Một thang dùng 3 4 tháng nhưng mà cực kỳ là chất lượng, cực kỳ là chất lượng. Một thang là các bác đang lửa thang là các bác đã hài lòng lắm rồi. Một thang là mỹ mãn luôn đúng không ạ? Có bác nhà em, nhiều khách nhà em Miến mua luôn 2-3 thang về ngâm gối nhau ấy, để uống hết thang này những thang sau. Tại vì sao? 20 ngày là bắt đầu dùng được, nhưng rượu càng để lâu là càng ngon nhá. Vâng, có những bác ở tận Đồng Nai này, có những bác ở tận Bình Dương này, Tân Uyên, Bình Dương hay Đồng Nai, Bến Tre, Sóc Trăng, Kiên Giang. Đấy, mua hàng nhà em Yến mà cứ mua về xong dùng một thang thử thích quá. Không những là giới thiệu hàng xóm giúp em Yến, tất cả các nhiều các khách hàng ở cả Hồ Chí Minh, ở Hà Nội cũng như là ở Nam Định, Thái Nguyên nữa. Vâng ạ, mua xong là giới thiệu cả xóm mua giúp em Yến, xong lại còn mua thêm 2-3 thang nữa để ngâm uống đến Tết đấy ạ. Để ngâm để uống đến Tết. Tại vì là cái rượu này càng để lâu thì càng ngon nhá. Rượu càng để lâu thì càng ngon ạ, càng để lâu thì rượu càng ngấm, càng bổ và càng ngon. Thế nên là các bác nhớ giúp em nhá. Vâng ạ, một cái thang như thế này các bác ngâm cho em, sau 20 ngày là các bác sử dụng được rồi. Và càng để lâu được càng ngon. Mỗi một ngày uống ít thôi nhá, uống đều, uống ít sẽ rất tốt cho sức khỏe. Cứ 2-3 cái ly nhỏ như thế này, các bác ăn cơm, các bác uống cho em, không cần phải kiêng khem gì cả. Đừng uống nhiều nhá. Vâng ạ, uống nhiều thì cái dạ dày nào thì gặp rượu thì nó cũng không thích rồi đúng không ạ? Nên là cứ uống 2-3 ly thì là mình vừa ăn cơm, mình uống lúc no đấy, hoặc là sau ăn cơm mình uống thì rất là tốt. Không uống rượu lúc đói nhá, ảnh hưởng đến dạ dày đúng không ạ? Vâng ạ, thế nên chính vì uống 2-3 ly nhỏ như vậy nên bác nào mà có đau dạ dày nhẹ thì vẫn uống được. Bác là huyết áp cao nhẹ thì vẫn uống được đúng không ạ? Nhưng mà huyết áp cao nặng hoặc đau dạ dày rất nặng thì mình nên không dùng nhá. Đấy, còn bác nào mà không dùng được rượu, cần cái thang sắc nước thì hãy gọi điện để em Yến tư vấn nhiều hơn nhá. Vâng, vâng ạ, để lại số điện thoại giúp em Yến nhá. Nhiệt tình để lại số điện thoại giúp em Yến ạ. Livestream ngày hôm nay có rất đông các anh chị vào xem livestream. Em Yến không thể nào trả lời được tất cả comment của các anh chị đâu. Em Yến sẽ gọi điện lại cho các anh chị nhá. Để lại số điện thoại giúp em. Vâng ạ, để lại số điện thoại hoặc là liên hệ vào số điện thoại đã giúp em. Một là anh chị comment ở trên livestream, hai là để lại số điện thoại trên livestream này giúp em. Trong thời gian em Yến phát sóng livestream ngày hôm nay thì các anh chị đều được hưởng giá ưu đãi. Tắt livestream là hết giá ưu đãi, trở về 500.000 và không miễn ship giúp em nhá. Chứ lúc nào cũng ưu đãi không được. Em Yến sẽ phát phần quà hết 100 thang này là sẽ dừng nhá. Hết 100 thang này là em Yến sẽ dừng quà của buổi livestream ngày hôm nay nhá. Dạ vâng, rất đông các anh chị đã vào nhận quà rồi. Nhiệt tình để lại số điện thoại giúp em nhá. 0373347888, 0372547888, 0814547888, 0853547888, 0969617133. Em Yến có ghi ở phần bình luận đấy ạ. Em Yến có ghi ở phần bình luận cũng như là ở trên đầu livestream đấy, các anh chị để ý số điện thoại giúp em nhé. Vâng ạ, nhắn tin, gọi điện và tất cả các số này đều được trong thời gian này Yến phát sóng livestream. Hoặc là các anh chị comment trực tiếp tại livestream ngày hôm nay. Comment trực tiếp tại livestream ngày hôm nay, kết thúc livestream em Yến sẽ gọi điện cho tất cả các anh chị. Vâng ạ, nhân viên các em của em Yến sẽ gọi điện cho các anh chị để chốt đơn cho các anh chị. Các anh chị yên tâm, không sót một đơn nào cả, chỉ cần các anh chị để lại số điện thoại thôi. Đừng comment kiểu như để cho anh một thang nhưng mà không để lại số điện thoại. Tại vì sao? Em Yến sẽ không thể inbox cho từng các anh chị được, và các anh chị không để ý tin nhắn cũng không trả lời em Yến được đúng không ạ? Vâng ạ, một cái thang tuyệt vời như thế này, đừng bỏ lỡ livestream ngày hôm nay nhá. Đừng bỏ lỡ phần quà tuyệt vời trong livestream ngày hôm nay. Miễn ship toàn quốc ạ, miễn ship toàn quốc, không mất một đồng tiền ship nào. Giá của một cái thang này ngày hôm nay giá tri ân chỉ có 400.000 thôi. 500.000 mọi ngày, hôm nay chỉ có 400.000 và lại còn miễn ship nữa. Có đáng đồng tiền bát gạo không ạ? Quá là tuyệt vời luôn đấy ạ. Vâng ạ. Thương hiệu của em Yến là Thảo Mộc Chân Mây nhá. 31 thành phần được ghi rất là rõ ràng và minh bạch ở trên đây. 31 thành phần được ghi rất là rõ ràng, minh bạch ở trên đây. Công dụng và cách dùng được em Yến ghi rất là cụ thể. Số điện thoại của nhà em Yến nhá, tất cả các số điện thoại hotline của nhà em Yến ở trên này rất là cụ thể luôn. Thảo Mộc Chân Mây là thương hiệu của nhà em Yến nhá. Một cái thang như này các bác nhớ nhá, nhớ khi em Yến nhìn ở trên tay là cái mác như thế này này. Đấy, và cái cách sắp xếp này, hình ảnh này, các bác nhận hàng kiểm tra đúng như thế này. Đúng như thế này.
Thì các bác hãy nhận hàng nhá, để tránh mua phải hàng giả hàng nhái. Và đặc biệt là khi nhân viên chốt đơn để xin địa chỉ, đừng nhắn địa chỉ ở trên livestream của em Yến nhá. Vâng ạ, một số nhà thuốc không minh bạch là sẽ gửi hàng giả hàng nhái cho các anh chị đấy ạ. Họ không dám livestream đúng không ạ? Không dám công khai sản phẩm toàn quốc, không dám tự tin đối diện với các bác để giới thiệu sản phẩm. Thì thế nên là họ rất hay là gửi hàng giả hàng nhái và hàng kém chất lượng như vậy thì sẽ rất là thiệt thòi cho các bác đúng không ạ? Ảnh hưởng đến uy tín của nhà em Yến nữa. Như thế nên là để ý số điện thoại chốt đơn của nhà em Yến chỉ có các số đuôi 888 mà em Yến ghi ở trên này nhá và 133 nhá. Bốn số 888 và 133 là năm số điện thoại như thế này. Để các bác lưu ý chốt đơn, đọc địa chỉ cho đúng người, đọc địa chỉ cho đúng nhà thuốc để mua về một cái thang thuốc vừa hưởng giá ưu đãi chiên tuyệt vời đúng không ạ? Đồng tiền thì phải đi về chất lượng, đồng tiền phải đi về chất lượng chứ không phải là đồng tiền trong đấy lúc các bác mất đồng tiền các bác lại nhận về một cái hàng giả hàng nhái thì thực là không phải với các bác một chút nào đúng không ạ? Dạ vâng, nhiệt tình để lại số điện thoại giúp em nhá. Rễ mú tần là 200.000 1 kg ạ. 1 kg rễ mú tần ngâm với 5 lít rượu giúp em, các bác có thể ngâm cùng với dâm dương hoắc, kỳ tử, táo đỏ để ngon hơn nhá. Rễ mú tần có vị chát. Rễ mú tần có vị chát nên là các bác cần phải ngâm cùng. Ví dụ các bác có thể ngâm cùng với kỳ tử, táo đỏ hoặc có thể ngâm thêm dâm dương hoắc để tốt hơn cho cái thành phần sinh lý của mú tần nhá. Ngoài ra mú tần các bác có thể đun nước uống ạ. 1 kg mú tần đun được 20 ngày để dùng, dành cho những ai mà tiểu đêm nhiều hoặc là không uống được rượu ấy, muốn tăng cường sinh lý bổ thận. Tiểu đêm nhiều và không uống được rượu thì các bác có thể đun mú tần nhá. Một ngày chỉ cần khoảng một thanh như thế này thôi. Các bác trẻ nhỏ ra và các bác uống. Nếu mà tăng cường sinh lý có thể đun cùng lá dâm dương hoắc và đặc biệt nhớ giúp em Yến là phải cho thêm thành phần là táo đỏ vào để cho cái nước nó thơm ngon hơn, dễ uống hơn chứ không à. Mú tần có vị chát nhớ giúp em nhá. Dược tính rất cao, rất tốt cho thận, cho sinh lý, cho xương khớp nhưng mà có vị chát. Nên đây là mình phải cân bằng bằng những cái thảo dược thiên nhiên mà có vị ngọt đúng không ạ? Để cho nó có dễ uống hơn. Dạ vâng. Cành mú tần là 120.000 1 kg, còn rễ mú tần là 200.000 1 kg. Đây là rễ nhá, to và đỏ, rễ to và đỏ. Còn cành là nhỏ và sẽ hồng màu hơn, sẽ nhạt màu hơn rễ một chút nhá. Đấy, cành thì sẽ nhạt màu hơn rễ một chút, còn rễ là sẽ rất là to và đỏ như thế này. Đấy. Vâng, cái thang này là 1 cân 7 ạ. 1 cân 7 ngâm 8 đến 10 lít nhá. Nhiệt tình để lại số điện thoại trên livestream giúp em nào. Dạ vâng, rất nhiều anh chị đã vào ủng hộ livestream rồi. Để lại số điện thoại trên comment giúp em nhá. Để lại số điện thoại trên comment giúp em hoặc liên hệ vào các số hotline mà em Yến ghi trên phần bình luận hoặc em Yến để trên bảng đây nhá. Vâng ạ, để lại số điện thoại giúp em. Vâng ạ, nhân viên nhà em Yến sẽ gọi điện lại cho các anh chị để tư vấn, để chốt đơn nhá. Không cần phải đẩy lại địa chỉ trên đây đâu ạ. Chỉ cần để lại số điện thoại đúng, kiểm tra đúng số điện thoại giúp em. Để sai số điện thoại em Yến không gọi được cho các anh chị thì rất là đáng tiếc. Tại vì cái giá ưu đãi 400.000 một thang như thế này, tất cả các đơn hàng trên 1 kg trên livestream ngày hôm nay đều được miễn ship nhá. Miễn ship đấy ạ, một cái thang 1 cân 7 cả bao bì và nữa là gót nghét là 2 cân. Nếu gửi đi miền Nam phí ship là 450.000 đấy ạ. Phí ship là 450.000 tiền ship đấy ạ. Miền Bắc cũng phải hơn 30.000 rồi. Vậy nên là trong livestream ngày hôm nay là miễn ship nhá. Nên là để lại số điện thoại chính xác giúp em để được hưởng chương trình ưu đãi trong livestream chiên ngày hôm nay. Miễn ship toàn quốc thang ngâm rượu tuyệt vời như thế này. Tuyệt vời như thế này có giá đúng 400.000 thôi. 500.000 hàng ngày hôm nay còn đúng 400.000 thôi. Và chương trình chỉ áp dụng trong thời gian em Yến livestream trực tiếp ngày hôm nay thôi nhá. Chỉ áp dụng trong chương trình livestream trực tiếp ngày hôm nay thôi. Vậy nên là hãy nhanh tay để lại số điện thoại hoặc liên hệ với tất cả các số hotline của em Yến trên đây. Và nhớ giúp em Yến một điều là phải liên hệ đúng số điện thoại này và nghe điện thoại chốt đơn đúng số điện thoại này để tránh lấy phải hàng giả hàng nhái nhá. Tất cả những cái vật ngoài thân ấy thì thôi thì chúng ta không đồng ý chúng ta bỏ đi đúng không ạ? Nhưng mà những đồ ăn này, đồ uống, nhất là những cái thang thuốc như thế này tốt cho sức khỏe thì các bác nên lưu ý để tránh mua phải hàng giả hàng nhái. Tránh mua phải hàng giả hàng nhái để mình sử dụng cái sản phẩm nó tốt cho sức khỏe, nó xứng đáng với đồng tiền mà các bác bỏ ra đúng không ạ? Vâng ạ, hai con tắc kè hoa cực kỳ là chất lượng nhá. Cái thang này là 31 vị nhá, 31 vị dược liệu, cực kỳ là chất lượng chứ không phải là những cái vị mà không có tác dụng để tầm bổ hay chữa bệnh đâu ạ. Cực kỳ là chất lượng luôn, nhà em Yến làm cực kỳ là trau chuốt nhá. Đây là một cái sản phẩm truyền thống hơn 20 năm của gia đình nhà em Yến rồi, được phổ rộng toàn quốc với hơn 20.000 khách hàng rồi. Nên là tự tin hôm nay ngồi đây tự tin trước rất nhiều các bác để em Yến có thể nói giới thiệu đầy tự hào về sản phẩm của nhà mình đúng không ạ? Hai con tắc kè hoa cực kỳ là chất lượng, hai con tắc kè hoa trưởng thành lớn nhá, 28-30cm trở lên chứ không phải cái loại 15-17cm đâu ạ. Thứ hai là hai con sao biển,
Hai con sao biển được nhập từ miền biển rất là tốt khi mà kết hợp với 31 cái vị thảo dược này, kết hợp với sao biển cực kỳ tốt cho sinh lý, bồi bổ cơ thể và thậm chí còn làm cho các bình rượu của các bác đẹp lung linh hơn nữa, đúng không ạ? Thứ hai nữa là đấy, đỗ trọng này, đẳng sâm này, ngưu tất này, dâm dương hoắc này, mú tần này, ba kích, kỳ tử đấy, đông trùng này, toàn những cái sản phẩm tuyệt vời này, gắm này, đòn gánh này, rất tốt cho xương khớp này, đúng không ạ? Đỗ trọng này, ngưu tất này, những cái sản phẩm đứng đầu bảng cho xương khớp rồi. Vậy nên là các bác lưu ý nhé, lưu ý giúp em Yến là 31 thành phần của nhà em Yến được cực kỳ trau chuốt, được vệ sinh, được chế biến theo đúng phương pháp sơ chế dược liệu của đông y. Nên các bác về thoải mái xếp vào bình và ngâm rượu giúp em Yến 10 lít, không cần phải sơ chế gì thêm nhá, không cần phải làm gì thêm cả, cứ xếp vào bình và ngâm giúp em thôi. Ngâm 8 đến 10 lít rượu cho em, thế nên là phải dùng cái bình lớn hơn 12-15 lít nhá. Chứ dùng cái bình 10 lít thì lại ngâm được ít rượu quá vì còn cái nữa mà. Thì đến lúc mà rượu nó rất là đặc và khó uống, ngâm cho em, lấy cho em cái bình 12 15 lít đi, về đổ 8 đến 10 lít rượu là vừa. 20 ngày các bác bắt đầu sử dụng được rồi. Rượu càng để lâu thì càng ngon nhá. Rượu càng để lâu thì càng ngon. Dùng khoảng 15 20 ngày, 30 ngày là các bác đã cảm nhận được cái tác dụng tuyệt vời của thang thuốc rồi. Em Yến ngày hôm nay livestream như thế này tự hào để giới thiệu với các bác một cái sản phẩm nhé em Yến làm. Đã hơn 20 khách hàng trên khắp mọi miền Tổ quốc tin dùng rồi. Nên là rất là tự tin ngày hôm nay, rất là tự hào để được tri ân cho các bác trong buổi livestream ngày hôm nay. Vâng, gói này ngày hôm nay cực kỳ ưu đãi, giá chỉ 400.000 thôi ạ. Chỉ 400.000 nhá, miễn ship về đến tận tay các bác luôn. Kể cả miền Bắc, miền Trung, miền Nam đã là quà tặng tri ân trong ngày hôm nay thì không kể xa hay gần đâu, em Yến đều miễn ship nhá. Vâng ạ, mua một thang cũng miễn ship nhá. Các bác mua một cân mú tần 200.000 thôi cũng miễn ship. Đúng không ạ? Một cân cành mú tần 120.000 cũng miễn ship. Tất cả đều miễn ship nhá. Dạ vâng ạ. Nhà em Yến hơn 100 loại dược liệu cơ, các bác muốn mua thêm sản phẩm gì hay dược liệu gì thì cứ để lại số điện thoại. Trong quá trình em Yến gọi điện tư vấn thì các bác có thể là hỏi em Yến nhá. Tại vì trên livestream thì không có quá nhiều thời gian để nói về tất cả các loại dược liệu đâu ạ. Nhà em Yến đang ngồi tại kho đây, trực tiếp đang ngồi tại kho đây. Hơn 100 loại dược liệu cơ nên các bác cứ thoải mái nhá. Cần loại dược liệu gì cứ alo em Yến, nhà em Yến chuyên bán buôn bán lẻ các loại dược liệu đi rất nhiều các nhà thuốc đông y nữa. Ngoài ra thì nhà em Yến có rất nhiều những cái thang thuốc về sinh lý, về xương khớp, về dạ dày rất là tốt để phục vụ bà con trên khắp mọi miền Tổ quốc ạ. Em Yến rất là cầu thị nên là rất mong bà con sử dụng sản phẩm thì nhớ phản hồi ý kiến giúp em Yến nhá. Em Yến có một số em nhân viên là sẽ gọi điện để hỏi thăm sức khỏe của các anh chị trong suốt quá trình các anh chị sử dụng sản phẩm cơ. Nên yên tâm, em Yến và nhà thuốc sẽ luôn luôn là sẽ đi đồng hành cùng các anh chị trong suốt quá trình các anh chị chăm sóc sức khỏe cũng như là sử dụng sản phẩm của nhà thuốc ạ. Nên hoàn toàn yên tâm nhá. Vâng ạ, số điện thoại của nhà em Yến này 0373 347888 này, 0372 547888 này, 0814 547888, 0969 617133 nhá. Dạ vâng, luôn luôn 24/7, 24/24 giờ, giờ nào cũng mở máy để nghe điện thoại của các anh chị nhá. Nên là thoải mái các anh chị cứ gọi điện cho em Yến nhá. Đặc biệt là trong thời gian em Yến livestream chiên trong ngày hôm nay, em Yến sẽ dành tặng 100 phần quà, 100 cái thang minh mạng tuyệt vời như thế này để gửi đến các anh chị một cái giá chiên cực kỳ là tốt. 500.000 mọi ngày, hôm nay còn đúng 400.000 và lại còn miễn ship nữa. Mọi lần các anh chị mua một, nếu mà các anh chị mua hai thang mới được miễn ship, và mua một thang thì nếu đến tay các anh chị ở trong miền Nam nó phải rơi vào tầm 550.000, đúng không ạ? 540.000, 530.000 tùy địa lý, nhưng mà ngày hôm nay chỉ 400.000 về tận tay các anh chị, không dù xa hay gần, dù Bắc Trung Nam nhá. Trong livestream ngày hôm nay là chỉ có 400.000 thôi. Vâng ạ, một thang thuốc cực kỳ chất lượng như thế này, 31 thành phần, ngâm 8 đến 10 lít rượu giúp em nhá. Để lại số điện thoại giúp em ạ, nhiệt tình để lại số điện thoại giúp em. Vâng ạ, em Yến nhìn, em Yến xin chào các anh, các chị ạ. Vâng, cảm ơn các anh chị đã vào ủng hộ livestream rất là nhiều. Các anh chị để lại số điện thoại trên livestream giúp em nhá. Và cần tư vấn gì, cần hỏi thăm gì, thì cần góp ý gì thì các anh chị cứ nhiệt tình để lại số điện thoại, em Yến sẽ gọi điện cho các anh chị nhá. Và gọi điện trực tiếp vào các số hotline giúp em Yến có ghi mà trên phần bình luận đấy ạ. Các anh chị chắc là nhìn trên bảng là nhiều anh chị mà không nhìn rõ, có thể nhìn trên cái ghi cái phần bình luận mà em Yến đang ghi mà trên đó bình luận nó sẽ không trôi đâu ạ. Đúng không ạ? Ở trên livestream ấy, ở phần dưới, ngay dưới phần bình luận của các anh chị ấy, hoặc là trên đầu cái livestream thì khi mà các anh chị thoát ra ngoài khỏi livestream, các anh chị sẽ nhìn thấy số điện thoại đó. Vâng ạ, đó chính là số điện thoại của nhà em Yến nhá. Vâng ạ, thương hiệu sản phẩm của nhà em Yến là Thảo Mộc Chân Mây ạ, 31 thành phần. Đấy, tất cả các mác bao bì nhà em Yến đều ghi rất là rõ. Thảo Mộc Chân Mây, địa chỉ này, số điện thoại này,
Đấy, 31 thành phần này, công dụng và cách dùng rất là rõ ràng và minh bạch nhá. Sản phẩm truyền thống hơn 20 năm của nhà em Yến đã được kiểm chứng lâm sàng qua hơn 20.000 khách hàng rồi, phản hồi rất rất là tốt luôn, nên em Yến tự tin tự hào trong buổi live stream ngày hôm nay giới thiệu đến các anh chị một cái thang thuốc hoàn hảo như thế này nhá. Vâng ạ, cảm ơn các anh chị rất là nhiều đã ủng hộ em Yến cũng như ủng hộ của bà con Tây Bắc ạ. Nhiệt tình để lại số điện thoại giúp em nhá. Nhiệt tình để lại số điện thoại giúp em. Vâng ạ, cảm ơn các anh chị rất là nhiều ạ.